Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc quản lý đầu tư xây dựng dự án có bố trí căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại liền kề. Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các địa phương cân nhắc công tác cấp mới các thủ tục pháp lý cho phép đầu tư xây dựng một số loại hình bất động sản mới này. Theo Bộ Xây dựng, trong những năm qua, tại một số tỉnh, thành phố đã xuất hiện loại hình bất động sản mới như căn hộ du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại, liên kế nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế, đa dạng hóa các sản phẩm của thị trường bất động sản. Tuy nhiên, trong quá trình đầu tư xây dựng, vận hành các công trình có loại hình bất động sản nêu trên, vẫn còn một số vấn đề tồn tại như tình trạng thiếu quy định pháp lý ràng buộc trong quan hệ hợp đồng giữa các nhà đầu tư ban đầu và nhà đầu tư thứ cấp. Các địa phương vẫn còn lúng túng trong việc cấp giấy tờ sở hữu cho các căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng. Ngoài ra, khi doanh nghiệp gặp khó khăn, một số chủ đầu tư xin chuyển đổi loại hình căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú sang căn hộ ở, gây áp lực lên hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực. Trước tình trạng trên, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trong quản lý đầu tư xây dựng khi xem xét thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án phải làm rõ về quy mô, về diện tích sàn xây dựng, số lượng căn, chỉ tiêu dân số đối với việc bố trí các chức năng căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự du lịch, nhà ở thương mại liên kế để xác định các chỉ tiêu, yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Khi quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng có các loại hình bất động sản nêu trên, cần đảm bảo tính thống nhất về mục đích đầu tư, mục đích sử dụng đất với chức năng của công trình. Bộ Xây dựng cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình thực tế tại địa phương cân nhắc công tác cấp mới các thủ tục pháp lý cho phép đầu tư xây dựng trong khi việc quản lý, vận hành các loại hình bất động sản này vẫn còn nhiều tồn tại chưa được giải quyết triệt để.